Trong lúc chuẩn bị ngân sách hồi mùa hè vừa qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump âm thầm lấy bớt 200 triệu Mỹ Kim của tất cả các cơ quan phụ thuộc vào Bộ Nội an, chuyển qua cho cơ quan cảnh sát di trú, gọi tắt là ICE. Mặc dù Quốc hội thường xuyên cảnh báo là ICE xài tiền bừa bãi và có các khoản chi quá mức. Theo như tin từ CNN, chính Bộ Nội an đã yêu cầu khoản tăng này, theo hồ sơ do thượng nghị sĩ Jeff Merkley đưa ra. Trong số tăng thêm 200 triệu Mỹ Kim này, có 93 triệu được chi cho các trại tạm giam, tăng 3% so với năm ngoái, để giam giữ thêm 2.300 di dân bất hợp pháp hoặc di dân hợp pháp nhưng phạm tội đang chờ trục xuất. Số còn lại là 107 triệu Mỹ Kim được dùng vào việc chuyên chở và trục xuất dân di cư bất hợp pháp, tăng 29% so với năm ngoái. Vụ gia tăng ngân sách này đã xảy ra vào lúc Tổng thống Trump có chính sách mạnh mẽ hơn đối với di dân bất hợp pháp, gia tăng bắt những người này và trục xuất họ. Có thêm 200 triệu Mỹ Kim này, ngân sách của ICE sẽ tăng lên tới 3.6 tỷ Mỹ Kim.